Mới đây, nhãn hiệu Phúc Trạch Agarwood Lavra, tạm dịch là ấu trùng trầm hương Phúc Trạch, đã bị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc. Điều này dẫn đến việc các sản phẩm từ trầm hương mang nhãn hiệu Phúc Trạch Hà Tĩnh, Việt Nam khi xuất khẩu đến Hàn Quốc có thể không được thông quan vì bị xem là hàng nhái, hàng giả, do cụm từ này phần lớn trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Thì hiện tại bây giờ nếu như trường hợp mà đang có một cái sự trùng lặp như vậy thì dẫn đến rằng là mình sẽ bị hạn chế đưa cái sản phẩm qua bên thị trường đó và có thể dẫn đến những cái tình trạng tranh chấp hoặc là nghi ngờ là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc nhãn hiệu trầm hương Phúc Trạch bị đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Hàn Quốc là hậu quả của việc không kịp thời đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp hiếm, bởi thực tế hiện nay rất ít doanh nghiệp địa phương để ý đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Đơn cử như sản phẩm nước mắm Thạch Kim là một ví dụ. Hiện trên địa bàn Thạch Kim có hơn 30 hộ làm nước mắm, trong đó có 5 sản phẩm OCOP, trung bình xuất bán mỗi năm 120.000 lít nước mắm. Tuy nhiên đến nay, nước mắm Thạch Kim vẫn chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Các hộ rất là khó khăn về cái việc xây dựng thương hiệu sản phẩm này. Các hộ sản xuất kinh doanh thật sự là chưa mặn mà với cái xây dựng thương hiệu sản phẩm để được bảo hộ. Cái việc để xây dựng cái thương hiệu sản phẩm là khó khăn. Để tiếp cận được cái này rất là khó, rất là nhiều tiêu chí để đạt được cái nội dung này. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ là nguyên nhân chính khiến nhiều chủ doanh nghiệp địa phương không mặn mà đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Trong khi đó, việc đăng ký cần nhiều thủ tục và kinh phí lớn. Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng số tiền còn lại mà các doanh nghiệp địa phương phải bỏ ra để bảo hộ cho một nhãn hiệu tập thể là từ 200 đến 300 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh mới chỉ có 16 sản phẩm địa phương được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể như kẹo cu đơ Hà Tĩnh, cam khe mây, mực Thạch Kim cửa sót, nước mắm Kỳ Ninh, mật ong Hương Sơn. Để làm tốt vấn đề này thì các địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động xây dựng và đề xuất và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của mình. Đối với các sản phẩm mà đã được đăng ký bảo hộ thì cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác để phát triển thành các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Và các địa phương, doanh nghiệp thì cần chủ động trong công tác đăng ký bảo hộ quốc tế cho các sản phẩm. Việc bảo vệ nhãn hiệu tập thể không chỉ giúp các doanh nghiệp phát triển một cách bền vững mà còn mang ý nghĩa bảo vệ giá trị văn hóa, kinh tế của địa phương. Do đó, việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương trong việc hợp tác với các cơ quan chức năng để bảo vệ và phát triển nhãn hiệu là điều hết sức quan trọng.